2020, Quảng Ninh đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Từ đô thị đến nông thôn, miền núi đều ghi nhận những đổi thay mạnh mẽ. Thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân đã được chuyển biến một cách thực chất. Quảng Ninh đã thực sự mang trong mình tầm vóc của một trong những địa phương đi đầu trong phát triển, đóng góp quan trọng cho sự hưng thịnh của cả quốc gia. Đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ, kế thừa phát huy thành tựu của gần 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011. Quảng Ninh đã mạnh dạn đề xuất thực hiện nhiều giải pháp có tính đột phá, mở ra những cơ hội phát triển mới cho vùng đất địa đầu phía Đông Bắc Tổ quốc. Nhìn lại Quảng Ninh cách đây 10 năm. Thu ngân sách nhà nước trên 22.000 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng chiếm 51,7% cơ cấu kinh tế. Phát triển kinh tế nâu không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến du lịch chỉ chiếm 2,6% tổng thu ngân sách tỉnh. Thủ tục hành chính rườm rà, thiếu minh bạch, chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn. Đầu năm 2010, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định đến năm 2020, Quảng Ninh trở thành một tỉnh công nghiệp dịch vụ. Nhưng đến cuối năm 2011, đầu năm 2012, trong quá trình triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, cương lĩnh 2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng đề án phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh. Trong quá trình này, tỉnh đã nghiên cứu một cách khoa học, nhận diện tiềm năng, thế mạnh, mâu thuẫn, thách thức, định vị lại Quảng Ninh trong tương quan với quốc gia và quốc tế. Từ đó xác định, thay vì tỉnh công nghiệp dịch vụ, phấn đấu đến năm 2020, Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp, chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh. Đây là sự đổi mới tư duy mang tầm nhìn chiến lược, chìa khóa mấu chốt, tiền đề mở ra thời kỳ phát triển đột phá của Quảng Ninh với những mô hình đổi mới sáng tạo đi đầu cả nước suốt một thập kỷ qua. Nằm ở địa đầu Tổ quốc, Quảng Ninh được ví như một Việt Nam thu nhỏ với những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Là tỉnh duy nhất có đường biên giới cả trên bộ, trên biển, trên không với Trung Quốc. Sở hữu di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long thần tiên, lung linh huyền ảo, duyên dáng và mộng mơ và những đặc sắc của Vịnh Bái Tử Long. Có trữ lượng than lớn nhất Đông Nam Á. Xã hội con người là nơi hội tụ, giao thoa thống nhất trong đa dạng của nền văn minh sông Hồng, nơi hình thành ngành công nghiệp than đầu tiên và cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam. Nơi duy nhất có nhà vua sau khi thắng giặc ngoại xâm đã từ bỏ ngai vàng đi tu hóa Phật, xây dựng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang bản sắc riêng của Phật giáo Việt Nam. Một Yên Tử kỳ vĩ, linh thiêng, huyền bí, cổ kính, chứa đựng trong mình vũ khí tinh thần bất diệt. Tuy nhiên, Quảng Ninh cũng phải đối diện với không ít thách thức. Từ lý luận và thực tiễn, tỉnh đã nhận diện ra ba mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa giải phóng tiềm năng thế mạnh với cơ chế chính sách còn hạn hẹp. Giữa khai thác than, phát triển công nghiệp nặng với phát triển du lịch dịch vụ. Giữa đổi mới hệ thống chính trị chưa tương xứng với đổi mới kinh tế và tình hình thực tiễn đang diễn ra. Bốn thách thức là giữa vừa phát triển kinh tế vừa góp phần đảm bảo độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, khu vực biên giới. Giữa phát triển bền vững trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao. Giữa phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh với giải quyết vấn đề môi trường sống. Giữa tăng trưởng nhanh đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Trên cơ sở đó, từ năm 2012, Quảng Ninh xác định đến năm 2020, xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tàu kinh tế miền Bắc và cả nước. Tích cực đổi mới phương thức phát triển từ nâu sang xanh, trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng an ninh và phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế. Định hướng không gian phát triển kinh tế xã hội, một tâm hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá. Trong đó, tâm là thành phố Hạ Long phát triển đô thị theo mô hình đa cực, lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối. Tuyến phía Tây, từ Hạ Long đến Đông Triều hướng tới đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội,
với định hướng phát triển chuỗi đô thị, công nghiệp xanh và du lịch văn hóa lịch sử. Trong đó, khu kinh tế Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới. Tuyến phía đông từ Hạ Long đến Móng Cái và hướng tới khu vực Đông Bắc Á, Trung Quốc với định hướng hình thành chuỗi đô thị vệ tinh sinh thái, dịch vụ tổng hợp cao cấp và kinh tế biển. Hai mũi đột phá là khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và khu kinh tế Vân Đồn. 6 quan điểm phát triển là: dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh là mục đích. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Lấy phát triển hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ hiện đại làm nền tảng. Lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực. Lấy phát triển văn hóa, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm trọng điểm. Trên cơ sở đó, Quảng Ninh đã xác định triết lý phát triển. Tích cực chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng bền vững, dựa vào 3 trụ cột: thiên nhiên, con người, văn hóa, kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác và hội nhập. Trên cơ sở đó, đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, phát triển công nghiệp dịch vụ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên nền tảng công nghiệp sáng tạo được tổ chức ở trình độ cao. Tháng 9 năm 2012, tỉnh báo cáo Bộ Chính trị đề án phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh và được Bộ Chính trị thông qua tại kết luận 108 tháng 10 năm 2012. Đó là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh cụ thể hóa trong các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế, dịch vụ công nghiệp, là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc và cả nước. Gần một thập kỷ qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, ban hành các nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện hiệu quả, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh. Tháng 3, 2012, tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành nghị quyết 06 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, lập quản lý và thực hiện quy hoạch. Tỉnh đã chỉ đạo, chủ động đề xuất cơ chế, báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép thuê các tư vấn hàng đầu thế giới lập đồng thời 7 quy hoạch chiến lược có tầm nhìn dài hạn, tạo tiền đề thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. 10 năm qua, Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2013, tỉnh đã xây dựng đề án, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế và ban hành nghị quyết 19 để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn của Quảng Ninh, Trung ương đã ban hành nghị quyết 18, nghị quyết 19 để triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, tỉnh đã triển khai có hiệu quả cơ quan ủy ban kiểm tra, thanh tra và tổ chức nội vụ cấp huyện, cơ quan tham mưu giúp việc chung khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cấp xã. Bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân tại 3 địa phương cấp huyện và 119 trên 177 đơn vị cấp xã. Là địa phương đầu tiên trong cả nước đồng loạt bầu trưởng thôn bản khu phố theo phương châm dân tin, đảng mới cử, tỷ lệ bí thư đồng thời là trưởng thôn bản khu phố đạt 100%. Tỉnh đề xuất và được chính phủ đồng ý thành lập thí điểm ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long để tạo ra những động lực phát triển mới. Thành lập trung tâm truyền thông tỉnh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh. Nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và phát triển bền vững, từ năm 2012,
Quảng Ninh đã quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh, quyết liệt triển khai 3 khâu đột phá chiến lược. Nếu như từ năm 2010 trở về trước, giao thông đường bộ Quảng Ninh chủ yếu dựa vào tuyến đường 18A vốn đã quá tải, thì đến nay bức tranh đã hoàn toàn đổi khác. Tháng 9 2018, sau hơn 3 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng vào khai thác. Với tuyến cao tốc này, tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đã được kết nối đồng bộ bằng hệ thống đường cao tốc. Không dừng lại ở đó, để tạo động lực phát triển cho tuyến phía Đông, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tiếp tục được đầu tư xây dựng và đã đưa vào khai thác từ đầu năm 2019. Đồng thời, tuyến cao tốc nối tiếp từ Vân Đồn đến Móng Cái cũng đang được đầu tư xây dựng, phấn đấu sẽ hoàn thành trong năm 2021. Cùng với hệ thống đường cao tốc, với những dự án hạ tầng giao thông tầm cỡ quốc tế do tư nhân đầu tư như cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh đã tiến gần hơn với thế giới. Điểm đặc biệt trong đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng của Quảng Ninh là cách thức huy động nguồn lực đầu tư. Trên cơ sở, quan điểm phát triển dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định chiến lược cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng đột phá, tỉnh đã kiên trì thực hiện các mô hình hợp tác công tư trong đầu tư kết cấu hạ tầng. Với cách làm này, trong giai đoạn 2016-2020, Quảng Ninh đã huy động được trên 123.000 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng. Có thể nói với những nỗ lực của mình, tỉnh Quảng Ninh đang góp phần quan trọng để thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển kinh tế, tạo động lực mới cho phát triển không chỉ riêng cho Quảng Ninh mà còn cho cả vùng. Quảng Ninh đã có một cái quan điểm mang tương đối toàn diện trong cái liên kết vùng mà mang tính chủ động. Và quan điểm mà tôi cho rằng nó không còn bó hẹp, ở chật hẹp trong cái không gian kinh tế của riêng mình mà đã có một cái quan điểm nhìn rất rộng và mang tính chuyên nghiệp hơn nữa trong những cái phân công và liên kết kinh tế, thậm chí của cả quốc tế. Đưa điện lưới quốc gia đến tất cả các thôn bản là một mục tiêu lớn của Đảng bộ Quảng Ninh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Sau thành công từ việc đưa điện ra đảo Cô Tô năm 2013, Quảng Ninh tiếp tục hành trình mới với những dấu mốc mới mang niềm hạnh phúc đến cho nhân dân. Tháng 9 năm nay, điện lưới quốc gia đã đến với đảo Trần, huyện Cô Tô, hòn đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc trong niềm vui hân hoan của quân dân trên đảo. Đây cũng là đảo cuối cùng có dân cư sinh sống của tỉnh Quảng Ninh có điện lưới quốc gia. Trước đó, Quảng Ninh cũng đã đầu tư đưa điện lưới ra tất cả các xã đảo và các thôn bản có quy mô dưới 20 hộ trên đất liền. Kể từ khi có điện lưới quốc gia, điều kiện phát triển kinh tế của người dân đã có sự thay đổi căn bản. Trong đó, đặc biệt là huyện đảo Cô Tô. Từ một huyện đảo còn rất nhiều khó khăn, đến nay Cô Tô đã trở thành huyện đảo nông thôn mới đầu tiên trong cả nước với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 5.000 đô la Mỹ một năm. Khi có điện thì như trong mơ vậy. Và đến bây giờ thì còn hơn mơ nữa. Điện đường trường trạm, từ điện có tất cả. Đời sống nhân dân được ấm no hạnh phúc. Ở những địa phương miền núi biên giới, những con đường độc đạo hiểm trở đã được thay thế bằng những tuyến đường bê tông đến tất cả các thôn bản. Ước ao từ bao đời nay của người dân vùng cao đã trở thành hiện thực. Cùng với hạ tầng giao thông, một loạt các dự án hạ tầng du lịch quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế cũng được đầu tư, mang lại diện mạo mới cho du lịch Quảng Ninh. Đây là hình ảnh của khu du lịch Bãi Cháy, khu du lịch trọng điểm của cả tỉnh Quảng Ninh cách đây hơn 10 năm. Các dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ cho du khách gần như không được đầu tư. Đến nay, hình ảnh của khu du lịch này đã hoàn toàn thay đổi. Bãi tắm, Bãi Cháy với chiều dài 3,7 km đã thực sự mang lại không gian du lịch biển cho khu du lịch này. Bên cạnh đó là bãi biển Tuần Châu thơ mộng cũng mới được cải tạo nâng cấp. Tổ hợp vui chơi giải trí cáp treo, vòng quay mặt trời, công viên nước đã góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của du khách khi đến với Hạ Long. Lần này thì được về với Quảng Ninh thật sự là rất mừng, rất bất ngờ từ khi đặt đến đất Quảng Ninh chứ không phải là đến đứng ở đây luôn. Qua cây cầu quá đẹp, đường rồng thênh thang, cũng tuyệt vời, nhà cửa mới. Cảm nhận là Quảng Ninh phát triển rất nhanh, hiện đại và có rất nhiều cái
để cho du khách đến đây là ngỡ ngàng. Không chỉ ở Hạ Long, từ cửa ngõ phía tây của tỉnh đến địa đầu biên giới, từ đất liền ra hải đảo, không gian du lịch luôn nhộn nhịp sôi động với hàng loạt sản phẩm du lịch đặc sắc hấp dẫn du khách. Không chỉ tập trung đầu tư cho hạ tầng, ngành du lịch Quảng Ninh còn từng bước phát triển theo chiều sâu với việc chú trọng cải thiện môi trường kinh doanh du lịch. Thông qua đó, đưa du lịch dịch vụ ngày càng trở thành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội. Trong giai đoạn 2016-2020, tổng số khách du lịch ước đạt 53 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 19,3 triệu lượt. Ngành du lịch đóng góp khoảng 7,1% tổng thu ngân sách nội địa. Hạ tầng văn hóa xã hội được đầu tư bài bản đẳng cấp, các công trình như cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh, bảo tàng Quảng Ninh, nhà thi đấu 5.000 chỗ, sân vận động Cẩm Phả, cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh vừa là điểm nhấn về kiến trúc, vừa phát huy được tối đa hiệu quả sử dụng sau đầu tư. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65,5%, top 5 địa phương đứng đầu cả nước. Trong đó đặc biệt là tại thành phố Hạ Long, với những công trình vừa là điểm nhấn kiến trúc, vừa phục vụ cho nhân dân địa phương và khách du lịch. Nhiều những cái khách du lịch ở trong nước và nước ngoài, người ta đến đây người ta cảm thấy ngạc nhiên, mà ngỡ ngàng về cái thay đổi của Hạ Long. Thế từ đó thì tôi nghĩ là không những là nó mang cái ý nghĩa về chính trị, kinh tế, nhưng mà đặc biệt nó còn góp phần để nâng cao cái đời sống về tinh thần của nhân dân thành phố Hạ Long nói chung và trong tỉnh Quảng Ninh. Với hạ tầng giao thông thuận tiện, hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại, Quảng Ninh đã trở thành trung tâm hội tụ các sự kiện lớn trong nước và quốc tế, thực sự trở thành nơi cần đến, nơi đáng sống với người dân và du khách. Đặc biệt là nhiều doanh nhân, tỷ phú, những người có ảnh hưởng của thế giới cũng lựa chọn Quảng Ninh là nơi nghỉ dưỡng. Cách đây 8 năm, tỉnh lập kỷ lục khi cấp phép dự án 300 triệu đô la Mỹ cho tập đoàn Techhome trong 24 giờ. Đó là nhờ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2012, hội nghị về xúc tiến đầu tư lớn nhất từ trước tới nay ở cấp địa phương. Đồng thời thành lập ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư do trực tiếp phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, nay là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay đổi tư duy từ xin cho sang mời gọi, phục vụ nhà đầu tư doanh nghiệp. Từ năm 2014, Quảng Ninh đi đầu thí điểm mô hình trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp. Thực hiện quy trình giải quyết thủ tục theo phương châm 5 tại chỗ. Qua đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đạt 82%. Từ khi mà trung tâm hành chính công mới đưa vào hoạt động ấy, thì các đầu mối về dịch vụ công ích và các đầu mối của các sở ban ngành thì đều tập trung về một tòa nhà này. Thì cái việc đi lại của tôi là và chuyển hồ sơ nó cũng giảm rất nhiều thời gian. Ngoài ra thì cái thủ tục hành chính, các nội dung yêu cầu thì được các cán bộ hướng dẫn rất là rõ ràng. Tôi thấy rất hài lòng với cái việc hoạt động của trung tâm hành chính công này. Cùng với các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cấp xã, phường cũng được thay đổi căn bản. Trước đây là chúng tôi đến những cái đi làm thủ tục hành chính là chúng tôi rất là ngại và rất là tốn thời gian và nghĩ là mình đến để phải cầu cạnh người ta hay là phải nhờ vả người ta thế này thế khác, nhưng đến bây giờ thì chúng tôi đến đây là chúng tôi cảm thấy rất là hài lòng, mình là người được phục vụ. Với những chuyển biến thực chất trong 3 năm qua, liên tiếp Quảng Ninh đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh cũng tăng ngoạn mục từ vị trí thứ 62 năm 2016 vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc năm 2019. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 đứng đầu toàn quốc. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư thông qua cái việc nói
đi đôi với làm, hứa là thực hiện. Và đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh là luôn đi đầu trong cái công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư. Quảng Ninh cũng xác định đột phá hạ tầng thông tin nhằm tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một trong những đột phá quan trọng nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh mới. Quảng Ninh là một trong ba địa phương đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn thực hiện kết nối giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức công dân qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong tháng 8 vừa qua, Trung tâm Điều hành Thành phố Thông minh tỉnh cũng đã được kết nối với Trung tâm Thông tin Chỉ đạo Điều hành và Hệ thống Thông tin Báo cáo Quốc gia. Năm 2014, tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 15 về cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Đại học Hạ Long được quan tâm đầu tư để từng bước trở thành trung tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực. Số lượng sinh viên năm 2019 đạt trên 4.000 sinh viên. Thực hiện đào tạo lại cho gần 140.000 lượt cán bộ công chức viên chức. Bằng những nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong 10 năăm thực hiện cương lĩnh 2011, Quảng Ninh đạt được những bước phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao hơn bình quân chung của cả nước. Thu ngân sách nhà nước luôn đứng trong nhóm đầu cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững. Ngành than vẫn tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế trọng yếu. Đóng góp của ngành than vào tăng trưởng vẫn rất quan trọng nhưng có xu hướng giảm dần, từ 21,3% trong cơ cấu GRDP năm 2015 xuống còn 17,3% năm 2020. So với năm 2011, quy mô nền kinh tế tăng gần 3 lần. GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 6.700 đô la Mỹ một người một năm, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết 01 về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Năm 2012 thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới do bí thư tỉnh ủy làm trưởng ban. Bằng những cách làm riêng của mình với quan điểm xuyên suốt là lấy người dân làm chủ thể, tuyên truyền vận động để tạo sự thay đổi căn bản trong nhận thức cũng như phương thức sản xuất của người nông dân, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật toàn diện. Đến nay, toàn tỉnh có 89 trên 98 xã, 7 trên 13 địa phương cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thị xã Đông Triều vừa có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành địa phương có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cao nhất cả nước hiện nay. Chất lượng đời sống người dân nông thôn đã có sự thay đổi căn bản. Người dân nói chung là rất là phấn khởi lắm. Đi ra đường là phấn khởi sạch sẽ như thế này, khang trang như thế này thì làm sao mà không phấn khởi được. Thế ai cũng bảo bây giờ đúng là đổi đời. Nói như nông thôn bây giờ khác thì thành phố đâu, điện sáng quắc cả ngày, sáng cái này rồi đêm thì rất là sáng như ngày luôn. Đấy là về cái đời sống, thế về cái tinh thần nhân dân là phấn khởi rồi, phấn chấn rồi, không có việc gì khó cả. Đấy, tuyên truyền cái gì cũng chủ trương là chấp hành tốt thôi, không có gì khó. Quảng Ninh với cái cách làm sáng tạo, với cái làm quyết tâm, với cái sự vào cuộc đồng bộ, chúng ta đã tổng huy động được nguồn lực xã hội, bao gồm cả vật chất, bao gồm cả tinh thần, bao gồm cả khát vọng. Chính những điều đó đã trở thành kết quả trên tổng thể diện mạo nông thôn chúng ta được đổi mới, hòa quyện với cái đổi mới chung của tỉnh. Cùng với cách làm lấy người dân làm chủ thể, ngân sách nhà nước tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống, hạ tầng giao thông, hạ tầng sản xuất. Trở ngại lớn nhất trong quá trình thực hiện các mục tiêu của chương trình 135, đề án 196 là tư duy ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ từ nhà nước của người dân đã được khắc phục triệt để. Với cách làm như vậy, đến nay Quảng Ninh không còn xã thôn nằm trong diện đặc biệt khó khăn. Điều quan trọng hơn là công tác xóa đói giảm nghèo đã đi vào thực chất hơn, bền vững hơn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu từ 4,56% năm 2015 xuống còn 0,36% năm 2020. Năm 2013, tỉnh tiên phong chương trình Ô Cốp mỗi xã phường một sản phẩm giờ đã trở thành chương trình quốc gia được nhân rộng trong cả nước. Công tác y tế
chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh phục vụ nhân dân trên địa bàn. Tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân tăng từ 12 năm 2015 lên 14,8. Một số cơ sở y tế chuyên sâu của tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định được uy tín trong công tác điều trị, nhận được sự tin tưởng của nhân dân như khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Bãi Cháy, Trung tâm Tim Mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Một loạt các hệ thống trung tâm y tế tuyến huyện được đầu tư đồng bộ. Tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân đạt 54,6, cả nước đạt 29,5. Trên 97% dân số được khởi tạo hồ sơ sức khỏe. Trong lĩnh vực giáo dục, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư khang trang. Số trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 85%. Giáo dục mũi nhọn chuyển biến tích cực. Nhiều học sinh đạt huy chương tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế. Công tác thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đạt được kết quả tích cực với nhiều trường tư thục, trường quốc tế đã cho thấy hiệu quả thu hút rất đông học sinh đến học tập, tạo ra môi trường giáo dục hội nhập quốc tế. Trong suốt quá trình phát triển từ khi thành lập tỉnh đến nay, một trong những trăn trở lớn nhất của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh là làm sao khắc phục được những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường để từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngay từ nhiệm kỳ 2010-2015, trên cơ sở xác định được mâu thuẫn cần phải giải quyết trong quá trình phát triển là giữa khai thác than, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển công nghiệp nặng với phát triển du lịch dịch vụ trên cùng một địa bàn, tỉnh và ngành than đã cùng nỗ lực triển khai các giải pháp tổng thể trong công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, ngành than đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng các tuyến băng tải từ khai trường ra các cảng tiêu thụ, chấm dứt vận chuyển than bằng ô tô trên các tuyến đường quốc lộ. Dừng hoạt động nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng. Đối với hoạt động khai thác than, thực hiện lộ trình đóng cửa các mỏ khai thác than Lộ Thiên trên địa bàn thành phố Hạ Long theo đúng quy hoạch 403 của Thủ tướng Chính phủ. Với các giải pháp như vậy, môi trường ở các khu dân cư đã có sự cải thiện căn bản. Công tác môi trường thì đã có những cái cải thiện rất là đột biến. Vận tải than đã không bằng ô tô nữa mà vận tải bằng đường băng tải ống. Đời sống nhân dân bây giờ là sống lại được trong hưởng thụ cái không khí trong lành. Tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành di rời các cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi các khu dân cư, các khu công nghiệp tập trung có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn, lắp đặt vận hành thường xuyên 138 điểm quan trắc tự động môi trường nước, không khí trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo vệ môi trường biển có những chuyển biến rõ nét. Sự tận tâm tận lực của Đảng bộ chính quyền nhằm chăm lo cho cuộc sống người dân đã được người dân ghi nhận. Qua khảo sát, chỉ số niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền đã được nâng lên từ 73,3% năm 2016 lên 96,1% năm 2019. Là địa phương có vị trí đặc biệt trọng yếu phía đông bắc của Tổ quốc, trong những năm qua, Quảng Ninh luôn đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tiếp tục duy trì, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống, thực hiện tốt chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước với địa phương nước láng giềng. Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt với ba tỉnh Bắc Lào, chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện đối ngoại và đón tiếp làm việc với nhiều đoàn ngoại giao cấp cao, đóng góp tích cực vào các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Bước vào năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn thách thức do dịch COVID-19, song tỉnh vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh vẫn đảm bảo kiểm soát tốt tình hình, chưa để các bệnh lây nhiễm trong cộng đồng nào phát sinh trên địa bàn. Cuối tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chọn Quảng Ninh là địa phương được tuyên bố chính thức khởi động lại thị trường du lịch nội địa sau thời gian giãn cách xã hội. Thủ tướng cũng mong muốn Quảng Ninh phải là một động lực đóng góp cho hưng thịnh quốc gia. Tôi đặc biệt ấn tượng về một Quảng Ninh thay đổi rất nhiều nhân sự trong cái nhiệm kỳ này.
nhưng là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có ý chí, có khát vọng phát triển. Đây là những yếu tố quan trọng để đưa một cái địa phương có quy mô lớn về kinh tế như Quảng Ninh đi đến thành công. Quảng Ninh đã thành cực tăng trưởng mạnh toàn diện ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Và Quảng Ninh đã khẳng định được cái vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, trong đối ngoại, trong quốc phòng an ninh. 10 năm qua, Quảng Ninh đã và đang thực sự đổi khác về mọi mặt, khẳng định tầm vóc mới, diện mạo mới, vị thế mới. Đó là thành quả của những khát vọng đổi mới, sáng tạo, trăn trở không ngừng của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, là sự mạnh dạn vận dụng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Là nhân dân Quảng Ninh nói chung và trong đó đặc biệt các đồng chí lãnh đạo Quảng Ninh, các cấp, các ngành, rất năng động, sáng tạo, luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, có nhiều ý tưởng mới, luôn luôn chủ động đề xuất. Triển vọng phát triển của Quảng Ninh là rất sáng sủa. Với cơ ngơi này, với hướng các đồng chí đã thấy, những việc các đồng chí đang làm đã tạo ra cái tiền đề rồi. Sắp tới Quảng Ninh phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không được dừng lại, không được chủ quan thỏa mãn. Tiếp tục phát huy thành quả 35 năm đổi mới, kế thừa và phát triển tư duy, tầm nhìn, triết lý, lộ trình, phương thức phát triển của 10 năm qua. Trong giai đoạn 2020-2025, Quảng Ninh xác định mục tiêu tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy đoàn kết dân chủ kỳ cương, đổi mới sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP bình quân đạt khoảng 10% một năm. GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 đô la Mỹ. Cơ cấu kinh tế năm 2025, công nghiệp xây dựng 49-50%, dịch vụ 46-47%, nông lâm nghiệp thủy sản 3-5%. Thu ngân sách nội địa tăng bình quân trên 10% một năm. Để đạt được những mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Quảng Ninh sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự của dân, do dân và vì dân. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh. Xây dựng con người và nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, bảo vệ môi trường, di sản. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế. Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá. Tỉnh Quảng Ninh xác định trong nhiệm kỳ tới có 3 khâu đột phá. Thứ nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Trong đó phải quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, lãnh đạo quản lý các cấp trong hệ thống chính trị. Thứ hai là đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, đảm bảo liên thông tổng thể. Trọng tâm ưu tiên là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển. Thứ ba là xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền. Để hiện thực hóa kỳ vọng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ,
dành cho mảnh đất phên dậu của Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tiếp tục kế thừa những thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực sau 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh năm 2011 và nhiệm kỳ qua, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, khắc phục hạn chế yếu kém, nắm lấy những thời cơ phát triển mới với khát vọng đổi mới sáng tạo. Tiếp tục là nơi hội tụ trí tuệ để lan tỏa những khát vọng phát triển mới, không chỉ cho vùng đất này mà còn cho sự phát triển hưng thịnh của cả quốc gia.